nghe nè. Thôi đi luôn đi, đến nhà bạn ngủ luôn đi. Đi luôn cái gì mà đi luôn. Vợ tôi phải về chứ, ngồi về cho chồng coi. Trời ơi. Đi thay đồ đi, đi thay đồ đi. Thôi, đi. Không có thay đồ đâu, không thay đồ. Nó coi, trời ơi con kìa, con kìa. Trời ơi, vợ tôi sau này đẹp lạ lùng vậy ta. Mái tóc người vợ trẻ buông xõa bờ vai. Trời ơi, mặt vợ nè, trời ơi, tôi nói hai má hồng hồng như cô gái 15 tuổi vậy đó. Mắt to tròn lóng lánh như một con nai vàng ngơ ngác. Miệng thì trúng chiếm như một nàng công chúa vậy đó. Trời ơi, thôi, ơi, thôi, thôi. Trời ơi, đẹp quá đi à. Dễ thương quá, dễ thương quá. Thôi, biết rồi. Ừ, nghe nè, đi đâu hả? Ngồi đi, em đi pha nước chanh cho uống. Trời ơi, nịnh quá vậy trời ạ. Trời ơi, có dáng đi kìa, đúng rồi. Trời ơi, dáng đi quyển chuyển như nàng Tây Thi gì đó. Trời, ông nói mình không dám đi luôn á trời ơi. Đứng đi, đi vòng vòng cho anh coi coi. Trời ơi, vợ tôi kìa. Đi pha nước chanh mà. Xíu vòng ba luôn á, trời ơi. Kìa nàng thu lan dễ thương. Kìa nàng thu lan dễ thương. Ôi nàng ơi ta yêu nàng quá chừng. Kìa nàng thu lan nhất sinh. Kìa nàng thu lan lóng lánh. Kìa nàng thu lan cũng miếng gõ. Nghe chồng nói nghe nè. Chồng bữa nay lạ lùng lắm á nha. Trời ơi, có rượu vô ha, chồng thay đổi hẳn con người luôn á. Bình thường không bao giờ mà chồng nói những cái lời như vậy với vợ đó. Nói nghe nè, ngày thường á không có, người ta nói là cái gì ta, rượu vào lồi ra mà có rượu vô á, chồng nói chồng muốn mắc cỡ, không có rượu nó mắc cỡ. Ồ, như vậy có nghĩa là chỉ khi nào có rượu vô á, đúng rồi, thì chồng mới căng động nói những cái điều đó. Anh yêu em, anh yêu em như rừng em thu dư. Anh yêu em như từng cây. Cô uống cà phê hả con, ngồi đi. Dạ không, cô ra đây, cô bán rượu. Cô với Dũng con chơi rượu đi cô. Trời đất ơi, ăn bận gì mà đi vô bán rượu hả? Bán rượu ấy là đứng xa xa đây coi coi. Trời ơi, mặc đồ thể thao ha. Nhìn như là học sinh vậy mà đi bán rượu, rượu lậu phải không? Hay là rượu giỡn? Trời, cô là con có thích như vậy nghe. Con phải biết là bao nhiêu người uống mấy cái rượu giỡn này vô là giấy đạch đạch chích tươi rồi xùi bọc mỏ rồi đó. Cô yên tâm, rượu bên con là rượu gia truyền, được ngâm từng mấy cái thảo dược không à. Nè, để cô cho cô coi nha. Đó. Rồi uống vô có tác dụng gì? Dạ, cô mà uống vô hả, cô đẹp da, dài tóc. Thôi đi cậu, cậu hay quá à. Mấy cái lời này hả là cô nghe nhiều lắm rồi. Con ngâm nè, sâm nhung nè, hải sâm nè, rồi tắc kè nè, rắn mối, rắn hổ nè cô. Cô mua về cho chồng cô uống thử đi. Là cái này là bổ không hả phải không? Dạ đúng rồi, bảo đảm uống hết chai nè là cô gọi cô đặt còn 20 chai. Nè trên này có số điện thoại con luôn á cô. Uống này vô vui hả? Dạ, dạ vui lắm. Bữa con bán cho cô kia nè, chồng cô uống xong mà cô vui, cô cười một tuần lễ luôn á cô. Thiệt luôn hả? Dạ. Cô á thật sự mà nói cô thích vui lắm. Nói nào ngay vậy, chú nhà cô á, ổng uống rượu. Nhưng mà cái tuần lễ trước kìa, có cho ổng thử mấy cái ly mà rượu giang thôi đó. Cái rượu mà rượu bằng nho đó, bằng trái cây thôi. Mà công nhận vui thiệt. Vui thiệt. Đâu đi thử coi sao. Từ hồi mà mỗi một tối mà chồng uống một ly này trước khi chồng đi ngủ, chồng có thấy em trẻ ra không? Dài tóc trắng da ra nè. Rồi xong rồi, nói chung yêu đời lắm. Nói chung nhìn cái gì cũng thấy màu hồng hết trơn á, vui vẻ lắm. Tại vì chồng biết đâu chồng quyền bí lắm, chồng quyền diệu lắm. Tôi á, mỗi khi mà chồng uống xong ha, chồng say lên rồi á, chồng làm nhiều cái mà lúc tỉnh chồng làm không được. Vậy chồng xíu phàm lắm. Hey, từ từ. Gì? Tại sao lúc anh xỉn anh say cái gì quyền bí hả? Trời ơi, nói không được đâu. Bữa nào vợ quay cho chồng coi. Quay hình lên đưa cho chồng coi nha. Uống vô sai thì sao? Thì vợ muốn chồng sai mà chồng mắc cười mà. Dạ. Quá hay luôn.
Dạ. Nghe anh hỏi nè, tại sao bắt anh uống mà cái rượu này vậy hả? Ý em là chơi anh yếu gì đúng không? Hả? Uống vô để mạnh lên chứ gì? Tại vì anh không hiểu đâu. Mỗi khi mà anh uống cái rượu này xong rồi anh xỉn xỉn lên á, anh có những cái mà nó ngộ lắm, nó bình thường không có được, mà em thích như vậy. Em thích lắm em. Nó có những cái mà nó kỳ cục lắm em. Gì? Bây giờ em có nhiều sở thích lạ thêm đó hả? Có đó. Dạ. Ừ. Mà em cũng cảm thấy em hơi lạ lạ đó. Nhưng mà tại vì biết sao không? Vì anh lạ cho em phải lạ theo. Nhưng mà cái lạ đó em thích lắm. Thiệt. Ui. Trời ơi, nói có chút xíu làm gì đau đớn dữ vậy? Không phải đau đớn. Đau bụng. Trời ơi, đau bụng hả? Ôi trời ơi, sao mà nó nhói đau vậy nè? Nhân sâm thôi mà sao đau bụng được ta? Trời ơi. Ủa, hồi sáng em nấu cơm cho anh ăn đúng không? Đúng đâu rồi. Có ăn gì bậy đâu. Nhân... Thôi chết rồi. Cái này nè. Sao cái này được, cái này nhân sâm không à? Đâu phải. Trời ơi. Anh đi vô nhà cái. Ủa? Anh. Trời ơi. Anh ơi. Nói túm lại là tao không uống rượu nữa. Đừng bao giờ mời tao. Nghe không? Đừng bao giờ rủ đen tao. Đó. Chú uống đi chú. Con có đồ nhậu chú. Có đồ nhậu hả? Ngon lắm. Ngon không? Ngon. Ta phải đúng đồ ta mới nhậu được à. Đúng đồ mới nhậu được. Ừ. Muốn đồ gì? Heo sữa quay. Heo sữa quay vậy chú? Bạn cái nạc thôi nha. Cái nạc ở trên sống lưng á. Hiểu không? Ăn một cái phần đó thôi. Mua nguyên con heo về. Ăn hai cái lớp nạc đó. Đó. Rồi cái phần còn lại đỡ làm lại gì? Dục bỏ xuống rác. Anh dọn cho làm như con một ly đi chú. Sao? Năng nỉ chú. Sao? Không có mồi, không có uống. Rồi mình buồn. Muốn ăn cái gì? Cái chai rượu này. Mày đưa cho chú. Hải, sao vậy? Sao vậy? Đưa đây. Của nó mà anh giật gì? Trời ơi, cái chai rượu này tôi đã bỏ vô thùng rác rồi, mà uống cái gì nữa? Anh thần tiên địa ơi. Trời đất ơi, cái thằng này mày quá trời quá đất rồi. Mày á, mày moi đồ trong thùng rác là mày cho tao ăn giọng hả mày? Tại vì chú uống vô chú bị đau bụng nên chú bỏ. Ủa rượu gì mà sao đau bụng vậy trời? Rượu này hả? Là rượu giỡn đó. Trời ơi, rượu giỡn. Uống vô đau bụng muốn chết à. Đất ơi, cái thằng này nghe thiệt là không phải xác kìa. Hồi không phải chút rồi tao bị đau bụng nữa rồi. Tôi uống tôi bị Tào Tháo được hả 2-3 ngày mới hết á. Ủa vậy chứ. Hay, đây là rượu gia truyền. Nhân sâm linh chi bìm bịp rắn hổ tắc kè. Quá trời. Quá trời cái gì? Rượu bỏ uổng vậy mà sao bỏ uổng vậy? Rồi giờ anh lấy lại làm gì? Ừ. Thì đem đi bỏ. Thì bỏ thì bỏ đi. Bỏ luôn đi thì đưa đây cho con uống. Trời đất ơi, hai người này sao mà dai dẳng nha. Không phải, anh coi chừng đó. Rượu này là bổ, anh hiểu không? Mà anh uống nhiều khi không có hạt cho nên bị đau bụng thôi chứ. Rượu tôi nói. Đỡ con uống cho. Mà bị gì uống rượu bỏ ha. Anh đứng đó, anh đứng im đó. Anh đứng im đó. Bị tôi gì? Đã nói bỏ là bỏ mà cứ ham rồi. Bị gì uống rượu bỏ? Bị gì? Bây giờ tôi nói thiệt cho hai người biết. Hai người mở cái lỗ tai lên nghe. À. Có nghĩa là cái rượu này nè, vợ tôi á, bị một cái đứa nào nó tới đây nó rêu rao nó bán cái rượu này. À. Nó nói là uống gì đó trường sinh bất lão gì ráng dương gì đó. Nói chung là rất là nhiều. Vợ tôi mới tin mua nhưng mà mua nhầm rượu dởm. Hiểu không? Dương. Có nghĩa là dương. Nghe chưa? Có nghĩa là cái rượu này á, uống vô cái lúc mà mình tỉnh á thì mình không có dám làm, nhưng mà khi uống vô rồi á thì mình làm những cái chuyện mà lúc tỉnh mình không làm được. Thì hiểu nào, nghe cái từ chén dương là hiểu nào. Mà chuyện gì mà lúc tỉnh không làm được mà lúc xỉn thì mới làm được. Đó, hiểu chưa? Bây giờ em đi bỏ nghe. Không bị yên sầm luôn. Ê trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Nói gì? Anh thấy anh lực lưỡng đô con vậy mà anh yếu hả? Mà nhìn vậy không phải vậy hả chú à? Yếu. Đô dễ sợ luôn mà không phải. Thì ra là anh yếu sinh lý. Ôi đất ơi. Đi chặt mẹ mạnh vậy. Sinh lý. Ôi trời đất ơi, ông Kiệt. Ông Kiệt. Mọi người ơi, thằng cha Kiệt chả bị yếu. Trời đất ơi, là chú, sao chú nhiều chuyện rồi, chú đừng có nói cái chuyện rồi, chú Kiệt bị yếu sinh lý. Bữa nay á, chắc chắn sẽ không có sự cố gì nữa. Bởi vì bữa nay là bữa mà mình đã tìm được cái rượu chính hãng. Rượu xịn, rượu của người quen cho nên không có sự cố gì nữa. Yên tâm. Chồng. Ủa, làm gì mà vui vẻ vậy hả? Hả? Gì? Hai vợ chồng mình lại ẩm rượu. Cái gì vậy? Hả? Uống rượu. Thôi. Thôi vợ, thôi cất rượu đi ngủ. Vợ có biết không, lần trước hả, chồng uống rượu hả? Chồng đi vô toilet ngủ hả, mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ chân cẳng gì nó vẫn còn hả, đi nó đá nhau chập chen vậy nè. Đúng rồi, bữa đó là rượu nó bị dởm, còn bữa nay rượu xịn rồi, yên tâm đi. Thôi mà, anh không có uống đâu, chồng không uống. Thôi, chồng không uống đâu mà. Đúng
mà năn nỉ mà. Không có uống đâu mà. Năn nỉ mà. Chồng mỗi lần chồng uống rượu vô chồng quyền diệu lắm á thiệt á. Chồng quyền bí lắm kìa. Chồng làm những cái điều mà vợ không hình dung được. Tại sao trên đời có một người đàn ông như vậy luôn á. Trời ơi, nó có gì đó mà nó không thể diễn tả được. Gì vậy? Trời ơi, nó lạ lùng lắm chồng ơi, mà vợ thích như vậy. Thôi không uống rượu. Chỉ khi nào mà chồng uống rượu thì vợ mới thích. Dạ. Còn bình thường vợ không có thích. Thiệt. À, tôi hiểu rồi. Ý vợ nói là chồng phải có rượu vô chồng mới mạnh chứ gì đúng không? Bây giờ chồng không cần rượu mà chồng vẫn mạnh như thường. Trời ơi. Không. Nói nghe nè, không phải cái đó. Không phải cái đó thì vợ biết rồi. Cái chuyện mà chồng 20 năm vẫn chạy tốt, thậm chí 50 năm vẫn chạy sung mãn là vợ biết rồi. Không phải vụ đó, không phải vụ đó. Vụ khác kìa. Cái vụ mà nó quyền diệu hơn, nó gợi cảm hơn, nó thích thú cái lỗ tai hơn kìa. Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em như từng cây với gió. Gì vậy? Có thiệt không? Thiệt. Sao xấu hổ vậy? Ui, sao dễ thương lắm, khổ xấu hổ. Trời ơi, biết sao phụ nữ á, người ta thích như vậy đó. Người ta thích nghe ở lỗ tai của người ta những cái điều mà yêu thương nè, những cái lời ngọt ngào nè của chồng mình dành cho mình. Thậm chí là biết hơi xào xạo chút xíu nhưng mà vẫn thích vậy đó à. Thiệt. Khi mà say anh nói vậy đó hả? Khi mà say anh hát hò, anh khen nức nở luôn vậy đó hả? Đó. Nàng thu lên dễ thương, nó thổi nó dễ thương vậy đó. Nhờ nó mà dễ đó hả? Anh yêu em rừng yêu thú dư. Bây giờ là chồng mới hiểu được cái gu của vợ đấy. Vợ tôi á là thích khen nè, thích nghe hát nè. Được, từ đây về sau tôi sẽ khen và tôi sẽ hát luôn. Vừa yêu luôn bên ta.